bình phương thôi mà, có gì đâu mà khó. Nhiều bạn nói vậy đó, nhưng thực tế khi vô làm bài tập, hai bình phương bằng 4, nhưng ba bình phương có nhiều bạn sẽ ra bằng mấy, biết rồi ha. Trong video này, chúng ta không tìm hiểu những gì to tát cả, mà chỉ nhắc lại những kiến thức cơ bản về bình phương. Hãy xem hết video này nhé. Chúng ta có 5 bình phương thì tương đương 5 nhân 5. Hiển nhiên kết quả bằng 25, ai cũng biết. Trừ 5 bình phương, trừ 5 nhân với 5, kết quả sẽ bằng trừ 25. Nhớ nha các bạn, ở đây hàng thứ ba khác hàng thứ hai nha. Hàng thứ ba tương đương là trừ 5 nhân với trừ 5, kết quả hiển nhiên là bằng 25. Và trường hợp thứ tư, 5 mũ trừ 2 thì tương đương 1 phần 5 bình phương, nghĩa là 1 phần 5 nhân với 1 phần 5, và kết quả bằng 1 phần 25. Thấy chưa, có khó gì đâu.